Xíu, cái cục này nó bị rồi nha. Chị ống nè em. Cái này nó ghim thế em. Đây mình chịu khó xíu nha.
Mình đi chốt nha. Cái này thì về có thuốc sức mụn không chị? Sức mụn là cái serum á hả? Dạ. Có em có cái kem mụn xài hiệu quả. Thế được. Kem xài là trắng trắng hết hả? Dạ. Cái đó chị còn à? Cái kem trắng trắng em chị cũng còn mà. Dạ. Chị chấm cái đó đi chị. Chấm cái trắng trắng đó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, nó còn á. Chị chấm đó đi. Cảm ơn chị nha. Chúc chị năm mới phát tài. Tháng năm gặp lại ha. Bim bim tí chú khó tí nha. Một cục bim. Chị mới dặm lại chân mày. Vậy nè ta cắm cái dùng ra này ta. Dạ, đi mày với lại cái mí mắt á. Làm mí mắt nữa hả? Ờ. Ơi, sẵn làm luôn. Chị hỏi. Chứ để vô thu mí đen nè. Đẹp đấy việc nó làm mấy miếng mỡ trồng á. Làm sắc một đường mảnh như thế. Ừ, được rồi. Bao nhiêu? Tại vì lúc đó là chị 1,5 triệu. 1,5 triệu và chị mua cái gói kia cái thứ làm mới làm miễn phí cho chị. À mình mua gói nhiều hơn. Ờ cái gói không mua điểm á. Rồi, mình trao lại nha. Còn phải nữa. Đây em tí em. Giờ này còn mấy em gái xinh đẹp. Cả nhà em nó mặc đồ vậy chứ em nó đi ra ngoài thôi.